Rồi con chơi ở đâu? Ở đây nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai bác cháu mình đi mua đồ. Nè Tom nè, chào chào cô chú đi con. Chào cô chú. Tom đi ra đây này con. Không có mua đồ trong đó, đi ra đây. Hôm nay bác không có mua trong đây, đi vô Adidas. Đi vô Adidas mua đồ. Không, hôm nay bác đi vô mua đồ tóc nè. Hôm nay mình đi mua hồi trước là mỗi lần mà muốn mua hàng Wilson thì hay đi qua nước ngoài mua vô mấy cái trung tâm, mấy cái cửa hàng, nhưng mà giờ bên Việt Nam thì có rồi. Giờ ngay trong Vincom này có luôn nè mọi người. Nên là vô đây mua cho nó tiện gần nhà nữa. Chích bông đâu? Chích bông đâu rồi, chích bông chắc đi vòng vòng rồi. Mình đi mua mấy cái sản phẩm ủ tóc. Ủa cái gì con? Kem dưỡng tay hả? Dưỡng cho nó mềm hay sao? Kem dưỡng tay nè. Con không có xài được cái này của con gái. Thôi tao bỏ lên con. Ê đổ. Cái này kem nè. Rồi. Cái này là cái này kem, kem dưỡng tay chị My xài chứ không phải là con. Cái này không phải là kem đánh răng. Cái này kem đánh răng là sao? Bác mua về đi. Cái này đâu phải kem đánh răng, kem dưỡng, kem dưỡng tay. Cái này sao được? Cái này. Đây kem đánh răng á. Ủa em ơi, cho chị hỏi hấp dầu hấp tóc ở chỗ nào? Dạ bên đây mà chị. Bé ơi. Tại vì cái tóc của mình nó khô nên là phải đi mua mấy cái này. Nếu mà tóc chị khô chị xài cái này đi chị. À, tại vì chị muốn hấp dạng lạnh ở nhà. Tại em thấy cái này nó mượt lắm, với lại nó mềm, nó làm mềm tóc dữ lắm. Cái mùi nó cũng dễ chịu nha chị. Chị ủ lên cỡ tầm 10 phút rồi là chị xả được rồi tóc. Cái này em thấy phục hồi tóc quá. Cái mùi cũng dễ chịu, chị ngửi thử. Cái này của Nhật. Thấy xài ok, thấy mượt. Nó kiểu nó mềm mềm. Ừ. Tại vì chị muốn cho giữ cái tóc nó giữ nếp á. Cái này xài đã. Mùi nó thơm ha. Ừ, vậy chị lấy một hộp đi. Ủa cái này đang sale hả? Dạ đúng rồi, giá của nó là 249 đang sale còn. Còn 229. Cái này phục hồi tóc mà nó làm mềm đi. Về tại để chị ủ á. Chị ủ cái này ủ đã lắm á chị. Nói chung là em xài hết cái này thấy cái này ok nhất. Phục hồi tóc mềm. Rồi cảm ơn em. Mình được một bạn nhân viên giới thiệu cái này kem ủ tóc đó các bạn. Rất là tốt phục hồi tóc. Nên là mình sẽ lấy cái mặt hàng này. Tâm, cái đó là cái gì? Cái này kem. Kem hả? Kem thì không, không. Kem gì? Ừ, rồi, cảm ơn em. Thì con. Ôi, con đâu có xài cái này. Rồi, cho bỏ vô luôn á, bỏ đi. Rồi, Tâm đi chợ quá trời luôn. Đó, Tâm đi chợ mua đồ nè. Mua cái này nem về làm sao bông là về thăm ha. Là sao bông tắm hả? Chà nách luôn hả? Nó thối lắm mà. Như thế khoái cờ hay khoái cờ luôn á. Ừ, đi vòng các bác thử kiếm đồ mua coi. Mình sẽ đi lựa một hộp kem tại nhà hết collection rồi. Hôm nay sẵn mình sẽ vô đây mình mua luôn. Đây collection ở bên phía bên đây. Rất là nhiều mặt hàng. Tại hồi trước là mình đi nước ngoài thì mình hay vô mấy cái shop này mua này. Đi Đài Loan cũng vô đây mua. Có rất là nhiều mặt hàng, đa số là hàng nhập không. Đặt đi Đài Loan cũng vô mua mấy cái dòng sản phẩm ở trong đây. Cái gì? Son viết chì hả? Thơm hả? Ủa con cầm chai gì nó bỏ vào đây nè. Nè con sắp cái này cho mẹ luôn hay là để... Thôi để mẹ sắp đây. Vậy đó hả, mẹ đánh son hả? Xíu rồi mặc ở nhà quá trời đó con. Ồ, chai nhỏ thì con chiếc cái chai bự nhà mình ra. Quá trời luôn mà, con còn đòi mua gì nữa. Để mẹ kiếm collagen mẹ xài. Mẹ đâu, chai nào? Cái gì Tâm? Đi ra, ra để bác coi. Xà bông trà nát. Nó kêu cái này xà bông trà nát hả? Kìa, các bạn kiếm này kìa. Tâm bạn kiếm kìa. Đâu bác Thủy nên mua cái nào? Mua cái này nè. Cái đó để làm gì? Cầm cái chừng rớt. Cái này thì không mua cái chơi cái này
thuốc á hả? Uống thuốc á hả? Thuốc bệnh á. Uống thuốc bệnh à? Đây 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 đây. Bệnh đấy, cái này nè. Ờ rồi đây đây con rồi. Mơ. Ừ. Ở đây con mua. Cái này. Con rồi rồi rồi. Đây đây đây. Đây đây bỏ vào giỏ, bỏ vào giỏ. Đó, con mua cái này. Cái này đi ra. Ừ, để chà nát đúng không? Không phải chà nát, cái này uống thuốc. À à à, cái này uống thuốc rồi. À, mấy cái xương đau hả? À, cái vậy là thuốc này trị xương đúng không? Đau nhức xương á. Đang biết xương cái này nè. Trời ơi, tâm biết nhức xương rồi luôn, trị xương rồi kìa. Quá hay luôn. Uống thuốc nào. Ừ, hồi đi vô bác sĩ chích luôn. Không. Đợi để con tâm làm cái vô đây nè. Ờ, cái đó coi xà tay hay xà mặt nha. Con coi coi. Nhìn được. Không, hôm nó đang nhỏ mới có 10 vat, 12 tuổi. Dạ 12 thì 12 chứ mình xài dược nó vẫn yên tâm hơn chứ xài so với mẹ cảm thông thường. Ý là mua cho nó sức da lúc mà đi nắng chứ không có cho xài mỹ phẩm. Đang nhỏ quá. Bỏ lên. Đây đây bác thị bỏ lên đi. Đi ra ra mua mặt nạ. Ê mà nhìn con mới. Ê nó chỉ cái thuốc cái này bị nhức xương này. Cái này hả? Bà mua này hả? Tao có đó. À à tao mua đó đó. Kem dưỡng da nè. Vậy mua nào mày chỉ ra. Mẹ. Rồi đó hả? Ủa cái này cái gì vậy? Cái đó là cái gì? Mẹ đâu biết đâu, nó bỏ vô nó lấy ra đi. Nè mà nhìn nè Phi, chỉ cái nhức xương rồi đó nha mày. Ờ nó nhìn cái khớp xương. Nè cái này em vậy hả? Cái này ê cái này không khơi xài không em hả? Vậy mua khác đi, lại lựa khác. Vậy đó hả? Ai biết đâu. Thì nghe bé thì nó tư vấn, nó kêu cái đó xài ngon. Nó kêu cái này dành cho tóc hư tổn nè, phục hồi nè, cao cấp. Mà xả xong rồi nó không có muốn tóc. Vậy đó hả? Ừ. Nếu vậy thì lấy cái khác. Xài của cái nào cũng được, miễn là phục hồi tóc. Nó có vitamin này nọ để kiếm thử coi. Đây có hai loại đó. Đây em xài mà cách loại này nó vô. Ê cái bơ này cũng ok này, mà sao cái này rẻ mà. Cái này rẻ hơn cái đó luôn á, cái đó 200 mấy. Đây. Ừ, vậy lấy đi. Tom kêu bác sĩ quay cái nhíp đi. Ơ, đây, đi mua nữa không? Lựa từ từ nữa đi. Nè Tom bác sĩ quay này nè. Đi qua bên kia đi. À, Tom kêu là quay Tom đi mua đồ đó các bạn. Thôi để mình, không bác sĩ mua mặt nạ đắp. À quay con hả? Trời ơi kìa con giỏi chưa các cô các bác ơi. Nó kêu quay con đi kìa. Trời ơi. Tâm kêu quay mà Tâm đang làm cái gì á? Wow đẹp trai quá. Trời ơi khỏe dữ ta. Ôi dồi, khỏe luôn. Quá khỏe luôn. Tâm mập khỏe quá. Cứ đợi quay thôi, kêu bác sĩ quay cho con đi. Quay cho con đi để con lên con coi đó. Ăn đi con, ăn nhanh nhanh đi. Wow. Trời ơi, anh mập. Ôi, bánh tim ai á? Mi gió lại đây, mi gió lại đây nè. Tâm. Nè quay lại phải nè. Nào. Quay lại đây nè. Tâm. À. Làm gì á Tâm? Sông môi. Rồi xong rồi, xong cuộc đời vậy bây giờ. Sông môi. Bây giờ ngày Phi tan rồi. Đây sơn môi kìa. Chết rồi.